Từ ngày 15 tới ngày 19 tháng 5 tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, sẽ diễn ra hội trợ công thương dùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2024. Đây là hoạt động nằm trong chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương và Quỹ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhằm xúc tiến quảng bá, thương mại, đầu tư, du lịch của các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Với quy mô khoảng 250 gian hàng trưng bày các sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, các sản phẩm dày sen, sản phẩm nông sản tiêu biểu đặc trưng, các sản phẩm đặc sản dùng miền, các sản phẩm ô cốp của các tỉnh thành phố. Ngoài ra, hội trợ còn đa dạng sản phẩm là các máy móc thiết bị, công nghiệp chế biến, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, làng nghề, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, điện điện tử và công nghệ thông tin, đồ điện, sản phẩm diễn thông và công nghệ thông tin.